Hello, ngày mới nha anh em. Hôm nay mình giới thiệu cho anh em tiếp thêm một cái combo gói sản phẩm nồng kiến dành cho anh em chơi hệ máy quay rim cấp số 7 nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em cái combo là nồng kiến TA quay dài 78 kết hợp với cái sum đầu cao 54 nha. Thì combo này là sẽ có cái giá hữu thị cho anh em, bởi vì cái nồng thì nồng kiến TA vẫn là một cái nồng chất lượng ok, còn cái trái thì mình sẽ xài một cái trái đầu cao sum racing dòng thương mại phổ thông, thì sẽ có cái mức giá gọi là dễ xài dễ chơi cho anh em mình ha. Thì khi anh em mà mua lẻ một cái lồng TA kiến này mình sẽ bán với giá là 1,5 triệu, còn khi anh em mua bộ nồng với tông bạc cái đầu cao sum racing này thì sẽ có giá là 250. Nhưng mà khi anh em mà mua một cái combo này sẽ bao gồm là nồng trái sum racing này thì mình chỉ bán cho anh em với giá là 1,7 triệu nha anh em. Đó, thì mình quay chi tiết cho anh em ăn ách bích tông nè, bạc nè, phe nè, trái bích tông đầu cao mẫu trái phim đó nha anh em. Đó, thì đối với mẫu này thì anh em đi đầu cao móc 2 van 4 van thì đều được hết, hạ xuống này 11 vẫn ok. Đó, trái sum này chất lượng xài ok ha. Còn cái nồng kiến TA này thì đương đầu thương hiệu TA anh em miễn bàn chất lượng rồi, giá cực kỳ ok cho anh em. Chỉ có nồng TA này nó có giá gọi là hợp lý và ok cho anh em, chứ mấy cái lồng mà ẹt thì ghi giá thành nó cao lắm. Đồ rất là đẹp. Đối với cái nồng này thì nó sẽ dài 78, anh em dài muốn hạ 76 thì mình cứ hạ chân xuống bình thường, không có vấn đề hết. Lồng kiến anh em cứ hạ chân thì mình vẫn xài được bình thường, không cần phải lo cái chuyện mà bể kiến mở kiến gì hết. Còn đối với cái trái này đưa vô cái lồng này thì nó rất là ok nha anh em, vừa luôn, nó không có nặng, nó không có nhẹ nha, nó không có nhẹ cũng không nặng, nó vừa y khích trái luôn. Đó, nó không có thỏa kêu bọc bọc như những cái lồng kiểu kia. Đó, nên anh em lên xe nó rất sẽ rất là im. Đó, đối với một bộ này anh em mua full bộ này mình bán cho anh em với giá là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cho bộ nồng kiến TA trái sum nha. Anh em có nhu cầu liên hệ mình 0933996332 ha. Nồng này có nhiều dạng, ví dụ mình bán cái này là do mình mua mình đi vô cái trái này nó thương mại nó rẻ tiện chút để cho giảm giá thành chút, thì có vô còn anh em có tiền mua vô bộ trái phim thì nó giá sẽ cao hơn. Anh em mà mua cái bộ này mà nếu đi trái phim này nó sẽ giá cao hơn rất là nhiều nha anh em, nó sẽ khoảng 2,2 triệu nha. Nếu anh đi hôm nay đi cái phim đó, tùy vào cái trái mà anh em có thể nâng cái gói sản phẩm này lên ít hay nhiều là vậy.